Ok, chào tất cả anh em nhá. Mình sẽ giới thiệu về cho anh em cái gọi là cái hình xăm tato Việt Nam. Hình xăm tato gà rừng của phiên bản cấp phép các quốc tế xăm. Hình xăm về đại bàng cắp rắn của phiên bản khá bảnh. Mình cũng có hình xăm đại bàng cắp rắn. Những ai mà xăm cái hình xăm đại bàng cắp rắn này, số mệnh của nó rất là lớn, cầm trùm mà thâu tóm mà tất cả anh em trong ngoài xã hội như trong lòng bàn tay thôi. Đã, như trong lòng bàn tay của mình thôi. Nếu như mà ấy, ai mà xăm cái hình đại bàng cắp rán này mà sống mà không có bản lĩnh ấy, sợ nấp trước ngó sau ấy, thì mình khuyên thật anh em đừng nên xăm hình đại bàng cắp rán làm gì cho mất công. Nếu như mà xăm lên người để cho nó đẹp không ấy, thì tốt nhất là mọi người nên lựa cái hình xăm nào nó có ý nghĩa hơn, như hình cha mẹ này, hình bông hoa này, hình như là hình con mèo này, hình đại khái là không dính líu đến tất cả các hình xăm của các ông trùm và hình xăm của những tội phạm trong tù ấy. À, anh em nên chọn lựa chọn những cái hình xăm có ý nghĩa với mình ấy, trong cuộc sống ấy. Đấy. Nếu như mà anh em mà xác định mà đã xăm những cái hình xăm mà phổ biến, mà là cái hình xăm có địa vị, có số má nhất ở trong ngoài xã hội, thì anh em phải có bản lĩnh. Có bản lĩnh rồi thì hắn xăm lên người. Thì đến lúc đấy thì anh em ra ngoài xã hội thể hiện những cái bản lĩnh, những cái số má của mình ra, thì tất cả anh em ở ngoài xã hội mới đáng kính nể mình. Nếu mà anh em mà xăm một cái hình xăm nó có tầm ảnh hưởng đến anh em ở ngoài xã hội thì mà sợ, mình khuyên là anh em đừng cứ xăm, bỏ đi, mà nên bỏ đi. Xăm những cái gì nó có ý nghĩa nhất cho mình ấy, thì xăm. Rồi, để mình nói cho anh em biết, cái hình xăm đại bàng cắp rắn hay là hình xăm cá chép vượt hô long môn, cá chép hóa rồng ấy, xăm cái hình xăm cá chép hóa rồng ấy thì nó cũng là một cái chính nhân quân tử, mà cũng là một, so với nếu mà so một bên ở dưới nước, một bên ở trên không, một bên trên trời. À, thế anh em phải hiểu thế nào một bên ở trên cạn, một bên ở dưới nước. Đại bàng là chúa tể trên không, là cầm chùm trên không ấy, có nghĩa là nhìn xa trông rộng, thấu hiểu hết mọi thứ. Cho nên là mình nói thật với tất cả anh em là hình xăm đại bàng này là phải những anh lớn nào có số má lắm thì mới dám xăm lên người, chứ không là không ai dám xăm lên người cả. Đến mà lúc mà bước ra ngoài xã hội rồi thì anh em sẽ nhìn nhận và sẽ nhìn thẳng chính con người và thực tế đấy. Ok anh em, với nhau mình chỉ chia sẻ cho anh em về cái hình xăm đại bàng cắp rắn của những ông trùm mà khét tiếng nhất. Anh em nhớ đăng ký và chia sẻ, nhớ subscribe nhé, subscribe nhé.